Bất động sản Cần Giuộc Long An mến chào quý cô chú các nhà đầu tư. Lời nói đầu tiên cho em gửi lời cảm ơn đã luôn theo dõi ủng hộ kênh của em. Hôm nay em giới thiệu một miếng đất full thổ cư sổ hồng riêng, đường trước đất là đường xe tải. Mỹ Lộc, Cần Giuộc, Long An. Hiện tại em đang đứng trên con đường là Phước Lâm, Trần Bình. Hướng này đi vào tới miếng đất của em, còn hướng ngược lại là ra quốc lộ 50. Đây phía trước là quốc lộ 50 đó quý vị. Đó quốc lộ 50 quý vị thấy không? Từ vị trí em đang đứng ra tới quốc lộ 50 là 50m. Đây là có cái trường học nha, trường tiểu học Lộc Tiền. Phía trước là ngã ba quẹo vô miếng đất của em nghe quý vị. Rồi giờ em chạy vô miếng đất cho cô chú anh chị ha. Đất thổ cư sổ hồng riêng nghe quý vị. Đối diện với trường học Lộc Tiền có cái ngã ba này quý vị. Đây ngã ba là hướng vào miếng đất nha. Còn ở đây là quý vị cứ đi thẳng nữa ha. Đi thẳng 1 km nữa. Rẽ tay phải là ra ngay ngã ba trung tâm của Mỹ Lộc nha quý vị. Còn ở đây là em chạy rồi tới miếng đất nha. Từ quốc lộ 50 chạy vô tới vị trí đất luôn nha, là 1 km nha quý vị. Ở đây là mình gần chợ nè, gần chợ, gần trường học nè, trạm y tế nè, Bách Hóa Xanh nha quý vị. Ra tới quốc lộ 50 là có Bách Hóa Xanh siêu thị liền nha. Con đường này là con đường bê tông ngang 4m. Cái này là xe tải 2,5 tấn nha quý vị. Trọng tải của con đường này là 2,5 tấn nha. Khu dân cư hiện hữu nha. Đất thổ cư sổ hồng riêng nha quý vị. Rồi, tới vị trí đất phía trước à. Đất sạch đẹp, nền cao cáo, ranh giới quá đẹp luôn nha. Cắm cọc cho quý vị luôn. Đây một miếng đất full thổ cư sổ hồng riêng, đặc biệt là sổ có thể hiện mặt tiền luôn, lộ giới luôn nha. Đây con đường nè, con đường thẳng nè, đường thông nha. Đó, ở phía trước có ngôi biệt thự nhà vườn đó. Quý vị cứ qua chạy vừa qua căn biệt thự đó, rẽ tay phải là đi thẳng luôn, là ra tới ngay ngã ba trung tâm của Mỹ Lộc nghe quý vị, đường thông nha. Rồi vị trí miếng đất của em đây, quá đẹp nha, nền đất cao ráo sạch đẹp này, có cắm cọc luôn. Đây từ cái cọc đỏ cao này qua tới bên này, qua tới cọc đỏ này, đây có một hàng gạch xây cho quý vị luôn. Đất đẹp, nền cao ráo, ranh giới rõ ràng luôn ha. Này quý vị, thẳng tới ngay sau nè. Ngang 4m3, dài 29, nở hậu 5m nha quý vị, quá đẹp luôn. Đó phía sau nè, hai bên nè, từ cọc đó qua bên này là 5m nha. Còn ở phía trước nè, ở phía trước là 4m3 nha quý vị. Nền đất rất đẹp nha, đầu tư ok luôn. Rồi giá bán 1.250.000.000, giá này là còn thương lượng nhẹ nha quý vị, bao giấy tờ thế ra công chứng luôn. Quá đẹp luôn nha. Kế bên mình có vài nền nữa, nhưng mà mấy nền này mình đã bán rồi ha. Có chủ mới rồi, mấy nền này có chủ mới rồi. Nền này em đang chuẩn bị kêu bán luôn. Nền này là nền số 1 nha quý vị. Nền số 2, số 3, số 4 đó, mấy nền đó là có chủ mới hết nha quý vị. Còn nền này là nền số 1, cực kỳ đẹp luôn.
Đây có cắm cọc rồi, sạch đẹp nha quý vị, xây hàng gạch cho cô chú anh chị luôn ha. Ngang 4m3, dài 29, nở hậu 5m, quá đẹp luôn. Xây nhà khỏi phải chơi luôn nha quý vị. Đất thổ cư sổ hồn riêng, Mỹ Lộc, Càng Duộc, Long An, đường trước đất là đường xe hơi 4 chỗ, 7 chỗ và xe tải 2 tấn rưỡi, ra vào thoải mái luôn. Khu vực rất có tiềm năng cao nha quý vị, đầu tư khỏi phải chơi luôn. Giá bán 1 tỷ 250 triệu, bao giấy tờ thế ra công chứng nha. Rồi em xin kết thúc video, cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các nhà đầu tư luôn theo dõi ủng hộ kênh của em. Quý vị nào chưa đăng ký kênh nhớ đừng quên đăng ký để theo dõi video tiếp theo cũng như là giá cả thị trường bất động sản Càng Duộc, Long An. Em xin chào, hẹn gặp lại video tiếp theo.